Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua Trong cờ vua hiện đại thì có một trận siêu kinh điển Mà khi nhắc đến, luôn làm người xem phải háo hức Trận đấu giữa Manu Kassen và Viswanatha Anand Là kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại Kassen chính là người đã xoán ngôi vô địch thế giới của Anand Sau khi đánh bại đối thủ trong trận chung kết tại Chennai Với quyết tâm phục thù, một năm sau đó Viswanatha Anand Đã vượt qua Candidate Và trở lại thách đấu với Kassen Tuy nhiên Một lần nữa Ông lại gục ngã trước đối thủ Trẻ hơn mình đến 20 tuổi Và tại giải cờ vua siêu hạng Kokala 2019 Hai kỳ thủ nhiều duyên nợ này Lại có dịp so tài cùng nhau Manu Kassen Cầm quân trắng Và Viswanatha Anand Chơi quân đen Trước kỳ phùng lịch thủ các sen tung tuyệt chiêu của mình để khởi đầu với nước cờ D4. Anan -an cũng đáp trả bằng nước nhảy mã F6. Trắng tiếp tục tiến tốt C4 chiếm trung tâm. Đen lên tốt E6 giữ thế trận. Mở đường cho tượng F8 vào trận. Trắng phát triển mã lên C3 tăng cường quân kiểm soát trung tâm. Đen lập tức phi tượng lên B4 rằng và thiết lập thế trận phòng thủ Nhim để chống lại. Không hề nao núng Trắng triển khai mã cánh vua lên F3 Tiếp tục hướng các quân về giữa bàn cờ An nan dường như đã thuộc lòng thế trận này Nên lập tức dâng tốt lên 5 Phản công chiếm lại trung tâm Trắng đổi tốt qua D5 Đen ăn tốt lên D5 Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường Trắng phi tượng lên G5 Rằng mã đen Khó chịu khi bị rằng Đen lên tốt H6 đuổi tượng Trắng lùi tượng về H4 Tiếp tục tạo thế rằng Chưa làm gì được trắng Đen nhập thành đưa vua vào khu vực cách ly an toàn Trước khi toàn lực tấn công Trắng lên tốt E3 Mở đường cho tượng F1 vào trận Đen cũng đưa tượng lên F5 Chữa sang mặt trận cánh hậu của trắng Trắng lùi mã về D2 Ngăn chặn đen lợi dụng đòn rằng để tiến mã vào lê 4 Đen hung hăng dâng tốt lên g5 đuổi tượng và giải thoát cho mã khỏi thế bị rằng. Trắng không còn cách nào khác, phải chạy tượng về g3. Liên tục đẩy lùi các quân trắng về phía sau. Đen hung hãn tiến tốt c5, phát động cuộc tấn công vào trung tâm khi vua trắng còn ở giữa bàn cờ. Trước sự tấn công vũ bão của đen, trắng bình tĩnh lên tốt a3 đuổi tượng, khiến đen phải đuổi mã vào c3. Trắng ăn tốt lên c3, tạo thành thế trận vững chắc ở trung tâm. Biết rằng không thể mở trung tâm trong lúc này, đen lầm lũi dí tốt xuống c4, hòng mở rộng không gian và hạn chế tầm hoạt động của tượng trắng ở f1. Cầm quân trắng mà bị đen liên tục dồn ép. Các sen điên tiết, dâng tốt h4 phát động chiến dịch tấn công cánh vua nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nếu để cho trắng đổi tốt vào G5 thì sẽ mở toang cột H và xe trắng sẽ tham gia tấn công vua đen. Điều này rất là nguy hiểm nên đen liền tiến tốt lên G4 tránh giao tranh hòng lợi dụng tốt H4 để bịt đường tấn công của xe. Không mở được cột H trắng đành tiến tốt H5 giải phóng OH4 cho xe và tượng tham chiến đen huy động thêm quân mã còn lại lên d7 tiến vào trận trắng lên tượng f4 tấn công tốt h6 sau một hồi giao chiến đen đã có một thế trận tương đối tốt và có lẽ lúc này lên lên vua h7 sẽ giúp đen củng cố thế trận vững chắc cho mình tuy nhiên anan đã hơi nôn nóng trong tình thế này cựu vô địch thế giới muốn nhanh chóng hạ gục đối thủ nên quyết định tung hậu lên a5 tấn công lại tốt c3, trận đấu trở nên sôi động khi cả hai bên đều hăng máu, tung những ngón đòn tấn công về phía vua của nhau. trắng qua hậu c1 bảo vệ tốt c3, trong thế trận đôi công thì bên nào nhanh hơn sẽ nắm được lợi thế. đen không thèm bảo vệ tốt h6 mà tung mã lên b6 chuẩn bị nhảy vào a4 bắt chết tốt c3. trắng không từ chối ăn tốt h6 tấn công xe. Anan -an tiếp tục gây bất ngờ khi không thèm chạy xe, mà liều lĩnh phi mã vào A4, tấn công tốt C3, thách thức các sen. Dám ăn xe không? Trước sự hung hăng của đối thủ, các sen trột dạ và sau một hồi tính toán, anh chấp nhận lời thách thức ăn xe này. Đen ăn xe qua F8, tuy hơn về lực lượng, nhưng việc nhập thành để cách ly vua an toàn giờ đây đã trở nên khó khăn đối với trắng khi mà tượng F1 rất khó giải phóng. Bí nước, sen quyết định tiến tốt F3 mở bung cánh vua cho xe tấn công đáp trả, chính thức chơi theo kiểu cờ rừng. Chỉ chờ có thế, đen bình xe qua E8 tấn công vào điểm yếu E3. Trắng vội vã sách vua chạy lên F2 giữ tốt và tránh khỏi cột E nguy hiểm. Phán đoán được trắng chuẩn bị đẩy tốt E4 phản công vào trung tâm. Đen tiến tốt B5 củng cố tốt C4 nhằm ngăn chặn cuộc phản công trung tâm. Khi mà thời gian của Anan an sắp cạn, Kassen cố gắng phức tạp thế cờ bằng việc dâng tốt E4 tiến đánh trung tâm. Đen vội vã ăn tốt qua E4, rình dập đẩy tốt xuống E3 chiếu bắt mã. Trường hợp mà trắng đổi tốt qua E4, Đen sẽ sử dụng quân ăn lại tốt E4 và tình thế vua trắng sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên Anan đã không thể ngờ được rằng Kassen đã rất cao tay khi phế mã và tốt C4 đánh lạc hướng quân đen mở đường cho hậu lên tham gia tấn công. Quá bất ngờ với nước cờ hiểm này nhưng mã trắng đang tấn công hậu nên đen đành phải chấp nhận ăn mã C4. Chỉ chờ có thế trắng lập tức phi hậu lên G5 tung đòn tấn công đôi. Không thể bảo vệ được mã khi mà vua đang bị tấn công. Đen buộc phải sách vua trốn lên h7. Trắng điềm nhiên ăn mã f6. Không còn gì để mất, đen hung hăng tràn tốt xuống e3 chiếu và dình dập tiến hậu phong hậu. Nếu chạy vua sang e2 cản đường tốt sẽ bị mã ăn c3 chiếu và vua trắng sẽ nguy cấp đen đành phải sách vua chạy về G1, xa khỏi tầm với của các quân đen. Không dám mạo hiểm để mất tốt F7, đen kéo tượng về E6 bảo vệ. Trắng tiếp tục chơi một nước cờ rất cao là dâng tốt lên D5, thí tốt hòng mở đường cho hậu bảo vệ tốt C3. Nếu ăn tượng lên D5 thì vua đen sẽ gặp nguy hiểm, dễ bị hậu trắng tấn công. Do đó đen chủ động ăn hậu qua D5 Trắng đưa tốt qua E1 tấn công Tốt E3 nhằm tiêu diệt quân tốt nguy hiểm này Đen cũng không vừa khi tiến hậu xuống D2 Vừa bảo vệ tốt vừa tấn công lại xe E1 Và đe dọa luồn hậu qua F2 chiếu Các sen chống đỡ cũng rất chuẩn xác Khi tiến xe lên E2 đuổi hậu đen Và che chắn điểm yếu F2 Đen chạy hậu xuống C1 tiếp tục dình dập ăn mã vào c3. Trước tình hình nguy cấp, trắng đưa quân chủ lực là hậu về d4 để tham gia phòng thủ. Đen điều mã ăn tốt xuống f3 bắt xe. Trắng chủ động dùng hậu tiêu diệt quân tốt nguy hiểm e3, đồng thời gạ đổi hậu nhằm phát huy ưu thế về lực lượng. Đen ăn hậu lên c3. Trắng không bội vàng đổi hậu ngay mà ăn tốt lên f3. Nước đi này khiến vua trắng bị hở mặt vua và đen lập tức tận dụng cơ hội đưa xe qua G8 tấn công vua. Không thể qua xe tre vì đang bảo vệ hậu. Nếu lên tượng tre thì sẽ rơi vào đường rằng và có thể gặp nguy hiểm. Trắng liền sách vua chạy trốn lên F2. Đen lập tức rút hậu về G7 tránh đổi hậu và đe dọa tiến xuống G3 chiếu hết. Ý thức được việc này, trắng tiến hậu lên E4 chiếu và mở đường cho vua tháo chạy lên e3. Đen chạy vua lên h6. Trắng tiếp tục qua hậu f4 chiếu. Đen chạy vua về h7. Trắng lại tiến hậu lên e5, gạ đổi hậu. Đen cố gắng giữ lại hậu, chạy lên h6. Trắng huy động quân xe còn lại sang g1, gạ đổi quân xe nguy hiểm. Đen cố gắng duy trì lực lượng, vác xe chạy qua c8 hỗ trợ tốt C xuống phong cấp. Trắng lùi hậu về E4 chiếu, đen chạy vua về H8. Trắng lại sang hậu D4 chiếu, đen cũng chạy vua lên H7. Nếu cứ chiếu đi chiếu lại thì thế cờ sẽ hòa, nên trắng quyết định tung đòn sát, ăn xe và E6. Nước cờ hiểm này khiến cựu vua cờ An An không thể chống đỡ và buộc phải đầu hàng vô điều kiện. Trường hợp mà bên đen chảy cúi chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Một lần nữa, vua cờ Manukasen đã vượt qua đối thủ truyền kiếp và thẳng tiến đến ngôi vô địch Renchet Tour Kokala 2019. Các bạn nhớ để lại một like và ai chưa đăng ký kênh thì hãy à ấn đăng ký hoặc subscribe kênh để tiếp tục xem những bán cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại